Xin chào mọi người. Cái video này dành cho những người anh em vừa rồi muốn nhảy vô cái nền tảng này nhưng bị từ chối. Và cái lý do bởi vì nha, ở trong cái nền tảng này á, để giao dịch được tí với tiền điện tử cũng giống như đầu tư vô Bitcoin mua bán tiền điện tử hàng ngày, ba tính chất bạn phải có là máu lạnh, da lạnh, máu lạnh, tim lạnh và da dày. Ba cái tính chất của những người trưởng thành. Còn mà nếu bạn là một người cảm xúc, sống với cảm xúc nhiều quá, lên xuống bất thường, thì mình khuyên bạn đừng có tham gia. Bạn sống với đầu óc tham gia ok, bạn sống mà để bạn để cái con tim của bạn nó quản lý tất cả mọi thứ lên xuống, thì sau khi bạn đăng ký với tín hiệu á, đúng không, hay là tham gia với cái thị trường tiền điện tử này á, bạn sẽ bị đau tim. Cái thị trường tiền điện tử chỉ dành cho những người trưởng thành, những người có thể đã lăn lội cái trái đất nhỏ nhỏ này, đúng không? Bạn phải có da, gọi là máu lạnh, da máu lạnh, tim lạnh và da dày, ba tính chất bạn phải có. Còn không có, rồi tránh xa cái thị trường này ra và cứ tiếp tục sống với cuộc sống cơm áo gạo tiền của bạn. Bạn thà bạn sống với cơm áo gạo tiền bởi vì bạn vẫn còn tánh mạng, bởi vì gọi là bạn bởi vì bạn vô cái thị trường này, giá nó bay bổng, nhiều lúc nó bay bổng mà bạn chóng mặt luôn, tim bạn rớt ra cái lồng ngực của bạn luôn, thì sao bạn sống nổi? Mày hiểu không? Nó chỉ dành cho những người trưởng thành thôi nghe, nó không dành cho những đứa bé con nít. Và trong cái thế giới này nè, trong cái trái đất này nè, đúng không, có rất là nhiều người, người ta có những cái tuổi lớn cũng giống như 30-40 tuổi, 50-60 tuổi, như 50-60 tuổi nha, nhưng người ta chưa bao giờ trải nghiệm cuộc đời. Có những người 50-60 tuổi nhưng mà người ta đã chết lúc người ta 20-mấy tuổi. Cái sự phát triển của người ta đã ngừng rồi, người ta vẫn là một đứa bé. Thì để bước vô cái thị trường mình, không quan trọng là bạn đăng ký với cái nền tảng này hay là nền tảng nào, hay là không quan trọng nha, dính dáng vô tiền điện tử để mua bán hay là sao đó, thì bạn phải là những người trưởng thành. Và những người trưởng thành là phải có ba cái tính chất đó: tim lạnh, máu lạnh và da dày. Còn những cái thứ đó mà bạn không có, đừng tham gia nha. Bởi sao? Mình không muốn bạn bị tổn thương. Rõ ràng mình nói cái thị trường, cái Bitcoin và đâu 20 đồng là cái chìa khóa cuối cùng dẫn bạn tới được tự do tài chính. Và mình tin tưởng nó 1000%, dựa theo bao nhiêu cái data mình thu gom, qua bao nhiêu ngàn cái phát trực tuyến mình chia sẻ trên cái nền tảng Tiền Academy, ở trên cái kênh YouLove, đúng không? Mình nói YouLove bạn hiểu mình đúng không? Lên trên đó mà lấy cái chất xám đó. Rõ ràng, để nói một chút. Và cái đơn giản, suy nghĩ một cái đơn giản thôi nè. Lạm phát thì đi lên, tất cả mọi thứ thì leo thang. Còn cái lương của bạn á, nó leo quá chậm, nó leo quá ít để so sánh với lạm phát. Năm nay cho một ví dụ, một chiếc xe đó nó lên giá 10%, 15%. Nhưng mà cái lương của bạn á, một năm đâu lên được tới 10-15%, bạn mơ đi, đúng không? Thì bởi vì vậy cái cuộc sống của bạn nó càng ngày càng nghèo đi. Cho là một ví dụ, trước đây mình về là cái thành phố này, đúng không, 5 năm mấy trước mình có thể mua một căn nhà 2-3 tỷ là khá là đẹp, khá là ok để sống. Còn ngay bây giờ cái căn nhà mà mình vừa rồi có thể mua tới 2-3 tỷ á, thì bây giờ nó tới 7-8 tỷ. Vật
giá leo thang như vậy, thu nhập bạn không leo. Đơn giản một thứ vậy thôi. Và nếu mà bạn chơi cái trò chơi mà xã hội sắp đặt cho bạn, đúng không, thì bạn chỉ nghèo mãi. Tới cái lúc bạn xuống cái lỗ nho nhỏ của bạn vẫn nghèo, vẫn nghèo và vẫn nghèo. Thì Bitcoin và tiền điện tử 20 đồng thôi nha, còn những cái đồng kia nó tạo ra để nó lừa bạn. Bạn chỉ có vài tháng, sau đó cái cơ hội đó, giá tất cả mọi thứ đã lên rất cao rồi, chỉ có nghĩa là cái cơ hội mà có được tự do tài chính đó, không còn nữa. Vậy thôi, xin chào mọi người.